có một comment rất là thú vị trên kênh HTV Vlog của Thế Việt, đó chính là các bạn học đại học xong cho chán chê rồi các bạn lại đi làm cu li ở nước ngoài. Với tôi thì tôi thà ở Việt Nam làm chủ còn sướng hơn. Thực sự Thế Việt cũng không biết nói điều gì. Ở nước ngoài nhưng mà ví dụ làm cu li nhưng mà tháng dư ra được 30, 40, 50 triệu thì cũng xứng đáng phải không các bạn? Đó, trong khi ở Việt Nam làm chủ thì là mở một tiệm bánh mì, mở một quán ăn, mở một quán cà phê hay là một cái shop thời trang, rồi cuối tháng lại đau đầu để bù nợ, rồi có khi là phá sản các thứ. Các bạn biết rằng rõ ràng là 80% những người khởi nghiệp đều thất bại, chỉ có 20% là hòa vốn và thành công thôi. Như vậy thì các bạn biết rằng là thực sự để mà kiếm tiền ở Việt Nam cũng khó lắm. Còn không, nếu các bạn đi làm công nhân hoặc kỹ sư ở một công ty nào đó thì các bạn cũng đi làm cu li giống như bọn mình thôi. Đó, nhưng mà ở Việt Nam thì mỗi tháng chỉ dư được khoảng tầm 10 triệu. Còn ở đây bên Nhật thì một anh kỹ sư tối thiểu mỗi tháng cũng dư được 30. Đấy, trung bình đó. Cả lương cả thưởng tổng chia trung bình tất cả các năm rồi thì dư tháng hơn 30. Thì như vậy thấy việc thấy rằng cũng biết là cu li rồi đó. Thì đồ áo thì bẩn thỉu, không phải là được mặc vest hay là đồ áo trắng hay là mặc những bộ đồ hay là thương hiệu các thứ đây. Nhưng mà bên này khi nào cũng là bẩn thỉu, mặc cái bộ đồ công nhân thôi. Nhưng mà mỗi tháng hoặc là mỗi năm cũng thấy số tiền mình cứ dư ra đều đều, và khi đi Nhật Bản về thì cũng mua được miếng đất, xây cái nhà hay là mua cái xe ô tô. Trong khi nếu mà ở Việt Nam thì có khi là nếu mà chúng tôi ở Việt Nam mà mở quán nhậu hay là kinh doanh một cái gì đó sau 4-5 năm trở về thì chắc là lại phá sản, và có khi là đang phải đi trốn nợ ở đâu đó thôi. Cho nên thôi, thì ở đây cũng chả biết khuyên cái gì, thì có lẽ là cu li cũng được thôi. Anh em chúng tôi phải chấp nhận làm cu li thôi, chứ ở Việt Nam chịu không kinh doanh được, kinh doanh mở ra là thất bại. Đó, còn nếu mà thành công thì chắc cũng phải thất bại 5-7 lần rồi khi đó mới thành công được. Thì bây giờ anh em chúng tôi tạm thời chưa thể kinh doanh được thì tạm thời đi làm cu li đó ha. Ai muốn làm cu li mà tháng dư 30-40 thì cứ sang Nhật Bản, sang Hàn Quốc nha.